Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một cái mô hình nuôi động vật hoang dã đã thuần dưỡng. Đây là một cái trang trại có một cái quy mô cực kỳ lớn. Mình nghĩ là bây giờ ở cái thời điểm này nè, đây là một cái trang trại mà có cái số lượng nuôi động vật hoang dã lớn nhất Đông Nam Bộ. Chỉ nói riêng về nhím thôi, còn các loại vật nuôi khác thì rúi hay chồn thì cũng bây giờ trại cũng ít rồi, nhưng mà nếu mà so về nhím thì mình nghĩ đây là một cái trại ít có trại nào mà có thể vượt qua được cái số lượng này. Hiện tại thì ở trong trại này có khoảng tầm 400-500 nhím bố mẹ, nhím con không tính. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái quy trình nuôi, kỹ thuật nuôi đại cương thôi ha. Cái mục đích chính thì vẫn là giới thiệu cho các bạn bốn con nhím bạch tạng trắng muốt luôn, trắng như tuyết luôn, cực kỳ đẹp. Thì bây giờ mình đi tham quan nhím màu bình thường trước đi ha, rồi mình sẽ nói sơ sơ về kỹ thuật nuôi nhím, rồi các cái ưu nhược điểm của cái con nhím nó như thế nào, rồi lát nữa mình sẽ giới thiệu hai cặp nhím bạch tạng trắng như tuyết cho các bạn xem sau ha. Đây, bây giờ mình đi vào trong cái khu trại này trước, xong rồi lát mình sẽ xuống khu dưới kia, rồi mình sang khu này. Ở đây thì nó có ba khu, mỗi một khu thì nuôi theo một cái mô hình khác nhau, nó sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái khu này trước đi ha. Đây là cái máy để trộn rau cho nhím ăn này. Với cái số lượng ít thì mình có thể trộn bằng tay được, nhưng mà với cái số lượng nhím mà lên đến 400-500 con thì mình sẽ phải trộn bằng những cái máy trộn như thế này để giảm cái sức người xuống và tăng cái hiệu suất lao động lên. Bên kia là cái máy cắt rau, có thể rau lang, rau muống hay là bất kỳ cái rau gì mà mềm thì sẽ cắt bằng cái máy bên kia, sau đó đem sang bên này trộn với bắp và bã đậu để tạo thành một cái hỗn hợp thức ăn để cho nhím nó ăn. Đi, bây giờ đi vào trong này đi. Như các bạn thấy này, chuồng sẽ được xây đơn giản thôi đúng không? Cao khoảng tầm 1 mét thôi. Ở đây thì với cái diện tích gần 100 mét vuông này thì nuôi tới gần 100 cặp nhím. Đây là nhím sinh sản này các bạn. Nhím thì sẽ đẻ từ 1 cho đến 2 con. Một số trường hợp thì đẻ khoảng 3 con, nhưng mà rất là hiếm. Nếu mà các bạn muốn nuôi nhím ấy, các bạn sẽ phải nắm được cái chu kỳ sinh sản này, rồi số lượng con non mỗi lần đẻ, rồi tập tính nuôi con, hành vi nuôi con, rồi tập tính bảo vệ con, tất cả các cái hành vi đấy thì các bạn đều phải nắm được hết để các bạn thiết kế chuồng trại làm sao cho nó phù hợp để mà nuôi cho nó hiệu quả ha. Thì tại sao lúc nãy mình nói là đây là một cái trại nuôi rất là thành công? Tại vì so với các cái vật nuôi khác thì nhím là một trong những cái vật nuôi mà rất là ít bệnh tật. Tại vì thường các bạn mà đọc các cái báo mà nói về một cái loại động vật hoang dã nào mà mới thuần hóa đó, các bạn sẽ đọc được một số dòng nghe rất là bùi tai, ví dụ như là đây là một loại động vật vừa được thuần hóa nên sức đề kháng cao, ít bệnh tật và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhưng mà thực ra ấy, bất kỳ một cái loại động vật nào ấy, khi mà đã nuôi số lượng lớn lên rồi thì nó sẽ có bệnh tật thôi, kể cả con người mình cũng vậy, rồi bất kỳ một loại động vật nào cũng vậy. Nhưng mà đối với nhím nói riêng thì nhím là một cái loại động vật mà sức khỏe, cái sức chịu đựng của con nhím rất là tốt. Ví dụ như là về nhiệt độ, ví dụ như là rúi đi ha, các bạn mà nuôi rúi thì cái nhiệt độ trong phòng nuôi đừng bao giờ quá 30 độ C, tại rúi rất là nhạy với nhiệt độ. Nhưng mà nếu mà nhím thì nhiệt độ nó có thể lên đến 31, 32, 33 độ, nhím vẫn chịu được. Nhưng mà đối với rúi thì cái nhiệt độ mà lên đến 31, 32 độ đối với rúi là nó hơi quá sức rồi. Vì vậy nên mình mới nói là cái sức chịu đựng, tức là cái giải nhiệt độ này, rồi cái việc mà chuồng trại ẩm ướt. Ví dụ như các bạn nuôi rúi, các bạn phải nuôi chuồng trại rất là khô ráo, hoặc là chồn cũng vậy. Nhưng mà đối với nhím ấy, thì các bạn sẽ thấy là chuồng trại nó sẽ hơi ướt ướt một chút mà cũng không sao cả. Rồi ví dụ như là hoặc là con chồn cũng vậy, các bạn sẽ phải lót một ít rẻ để cho nó đẻ. Nhưng mà nhím thì không ha. Nhím thì khi mà nhím con đẻ ra được khoảng tầm vài giờ đồng hồ tuổi thôi là nhím con đã bắt đầu bò được rồi đó các bạn. Mình chưa thấy cái loại động vật nào mà nó khỏe như là nhím luôn ấy. Tức là khi mà nhím con đẻ ra được vài tiếng, đẻ ở trên cái nền gạch ướt như vậy luôn, xong rồi nhím con sẽ tự động bò đến bú. Và nó có một cái điều đặc biệt nữa là
vú của con nhím ấy, nó nằm ở bên bên hông chứ nó không có nằm ở dưới bụng nha các bạn. Nhím con nó sẽ đứng ở hai bên, thường thường là nhím mẹ sẽ có hai cái vú, xong rồi nhím con sẽ đứng ở hai bên để bú, chứ không có bú từ dưới bụng bú lên. Tại vì lưng thì có rất là nhiều gai rồi đúng không các bạn, nhìn đây này. Một cái loài sinh vật mà toàn là gai không ạ. Ở đây là một nhím bố và một nhím mẹ. Ở đây có hai nhím con này mới sinh được có mấy ngày tuổi thôi này, khoảng tầm 3 ngày tuổi, các bạn thấy rồi đó. Nhím con bé bé xíu luôn. Cái nền sàn rất là ướt, nhưng mà cái đó nó không phải là vấn đề đối với nhím đâu các bạn. Như các bạn thấy rồi đó, không có lót ổ, không có khu vực đẻ gì hết, mà chỉ có một cái sàn khoảng tầm 1 mét nhân 1 mét vuông thôi, thì các bạn đã nuôi được một cặp nhím rồi. Nếu mà so với các cái vật nuôi khác, các cái loài động vật hoang dã mà đã thuần hóa khác, thì nhím là một cái loài động vật mà yêu cầu cái chất lượng chuồng trại, tức là không gian nuôi nhốt tương đối dễ. Nó không khó, nó chỉ có một số các cái đặc điểm để mà các bạn phải chú ý, tức là cái quy cách làm chuồng. Ví dụ như là anh chủ trại ấy, hôm qua mình xuống đây thì mình có gặp anh chủ trại, nhưng mà hôm nay thì anh bận rồi nên là hôm nay mình xuống đây một mình. Thì trước đây anh xây cái chuồng nó cao, thì thực ra anh chủ trại nuôi cái trại nhím này đến bây giờ là khoảng tầm gần 20 năm rồi. Anh là một người mà gắn bó với con nhím rất là lâu. Và nếu mà nhắc đến nhím thì chắc ai cũng biết anh chủ trại này. Thường thì các bạn thấy những cái kết quả, cái mô hình chuồng đây này là cái mô hình chuồng tối giản, có nghĩa là anh sẽ thử nhiều mô hình xong rồi đúc kết lại cái kỹ thuật làm sao để cho nó tinh gọn nhất, cho nó đơn giản nhất mà nó là hiệu quả nhất. Thì đây là cái mô hình rất là đơn giản này. Cái chuồng nó chỉ cao khoảng tầm 1 mét thôi, rộng dài khoảng 1 mét, thì tổng cái chuồng này nó khoảng tầm 1 mét vuông. Sau đó hàn song sắt ở đây nè, hàn song sắt ở đây á. Trước đây á, xây cao là vì nhím nó nhảy ra, nhưng mà bây giờ xây thấp thôi, mình hàn thêm các cái song sắt này thì nhím nó sẽ không nhảy ra được, tại vì nó nhảy ra nó sẽ bị vướng cái cành cây này. Nó sẽ giảm rất là nhiều chi phí, các bạn biết rồi đó, nếu mà nó cao lên 2 mét thì có phải là tổng chi phí xây dựng nó lên gấp đôi đúng không? Và nó có một cái nhược điểm nữa là khi mà cái thành chuồng nó quá cao thì cái không khí nó lưu thông ở trong chuồng nó lại không lưu thông được. Tại vì ấy, nước tiểu và phân khi mà nó bốc mùi lên ấy, cái thán khí đó nó sẽ bất lợi cho con nhím. Rồi cộng với lại cái độ ẩm ở đây nữa thì nó sẽ làm cho cái môi trường sống của con nhím nó không tốt. Và không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nuôi nhốt đúng không? Vì vậy nên là đây là cái mô hình mà rất là tinh gọn này, rất là đơn giản và rất là hiệu quả. Các bạn có nghe thấy tiếng ồn không? Tiếng ồn nó không phải là công nhân đang làm việc chăm sóc nhím xung quanh đây đâu các bạn. Đây là tiếng của nhím nó phá chuồng đó các bạn. Đây là tường xây xi măng này. Nhưng mà nhím là một cái loài động vật mà nó có một cái sức phá kinh khủng khiếp. Có nghĩa là kể cả sắt sáu này hàn nha các bạn, nhưng mà nhím nó sẽ gặm đi gặm lại. Nó gặm cho đến lúc nào mà bứt cái mối hàn ra luôn. Rồi xi măng này này, nó gặm cho đến lúc mà bể ra luôn đó các bạn. Nhím là một cái gì đấy nó phá phách kinh khủng khiếp luôn. Thì ở đây có gần 100 ô chuồng này, chắc là phải hơn 100 ô chuồng. Thì cứ mỗi một ô chuồng là sẽ có một nhím đực và một nhím cái. Ngày xưa ấy, lúc mà nhím đang còn đắt, thời điểm mà 23-24 lúc mà mình biết anh chủ trại ấy, thì cái thời điểm đấy nhím nó đắt cực kỳ luôn. Một cặp nhím mà khoảng tầm 3kg một con ấy, nó có giá từ 28 cho đến 30 triệu đồng. Mà 30 triệu đồng ở thời điểm mà 2011-2012 là nó là một số tiền lớn. Thì khi mà nhím nó đắt lên đến đỉnh điểm ấy, thì nó sẽ xuống đỉnh điểm luôn. Sau đó bây giờ thì nhím nó đã giữ được một cái mức giá ổn định rồi. Vật nuôi nào cũng vậy, động vật hoang dã khi mà mới thuần hóa thì nó sẽ có cái giá trị kinh tế cao, vì người ta sẽ nhân giống ra. Khi mà nhân giống thành công rồi thì sẽ bán giống, thì cái giá giống bao giờ nó cũng đắt. Nhưng mà khi mà đã nuôi thương phẩm được rồi ấy, thì giá trị nó sẽ hợp lý hơn cho người tiêu dùng. Thôi bây giờ tham quan cái mô hình này vậy thôi ha. Bây giờ mình sẽ sang bên kia tham quan cái mô hình nuôi bên kia. Nó còn đơn giản hơn, nó còn tinh gọn hơn nữa và nó còn hiệu quả hơn nữa. Cái mô hình này này, như các bạn đã thấy rồi đấy, tường gạch xây xung quanh này. Thì cái tường gạch này ấy, cái việc mà bảo vệ con nhím nó rất là tốt. Cái việc mà tránh người khác đột nhập vào rồi lấy trộm cái sản phẩm của mình á, thì tránh được. Nhưng mà
đó là ngày xưa thôi. Ngày xưa khi mà nhím đang còn đắt thì mình xây kiên cố được, nhưng bây giờ nhím thì nó không đắt như ngày xưa nữa, nên là mình lại có thể tối giản luôn cả cái mô hình chuồng trại như thế này, chỉ cần làm mái và làm chuồng thôi. Rồi làm chuồng lại còn có cái quy cách để làm cho nó đơn giản hơn như thế này nữa, mà nó lại còn thoáng, sạch sẽ, mát hơn nữa. Đi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn qua bên kia, mình sẽ nói cái ưu điểm của cái mô hình bên kia anh chủ trại anh xây dựng sau này. Nó còn đẹp, nó còn tối giản hơn mà nó còn chất lượng hơn bên này nhiều nữa. Các bạn nghe thấy cái gì không? Nhím ấy, nhím nó rất là hung dữ ở trong môi trường tự nhiên ấy. Khi mà các bạn mà áp sát một con nhím á, con nhím nó sẽ chạy giật lùi và nó đâm gai vào người các bạn. Đi qua bên kia đi ha. Cái mô hình phía bên dưới nó nằm phía bên dưới này. Đây, các bạn đi cùng với mình xuống bên khu chăn nuôi phía bên dưới này. Đây là một cái khu nuôi biệt lập trong một cái diện tích khoảng tầm 2 hecta. Tại vì ấy, nhím là một cái loại động vật mà nó có mùi hôi, có nghĩa là mùi hôi ở đây là mùi hôi của phân và nước tiểu, thì cái đó là cái đặc trưng của nhím. Mỗi một cái loại vật nuôi thì nó sẽ có một cái mùi đặc trưng. Có những loại thì mùi nó sẽ nhẹ hơn, còn có những loại thì mùi nó rất là nặng. Ví dụ như là nhím thì cái mùi chất thải của nó rất là nặng. Vì vậy nên là nếu mà các bạn mà muốn nuôi nhím ấy, các bạn sẽ phải xem xét xem là cái khu vực mình ở nó có gần khu dân cư hay không, hàng xóm có khó chịu hay không, các cái khu nhà nó cách xa nhau thì mình nuôi con nhím nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu mà các bạn mà nhà mà san sát nhau ấy thì các bạn không thể nuôi nhím được, tại vì nhím nó sẽ có một cái vấn đề lớn, đó là mùi. Thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà khi mà các bạn đăng ký gây nuôi với lại kiểm lâm thì nó sẽ có một cái bộ hồ sơ, trong bộ hồ sơ đấy nó sẽ có một cái gọi là đánh giá về tác động về môi trường, ô nhiễm về không khí, về chất thải, về tất cả mọi cái thứ mà nó ảnh hưởng đến khu dân cư ấy, người ta sẽ đánh giá và nó sẽ có các cái quy chuẩn để mà mình làm theo. Nếu mà mình không đáp ứng được các cái quy chuẩn đấy thì mình sẽ không được nuôi. Nhưng mà đó là quy định của nhà nước thì mình chắc chắn là mình sẽ phải đáp ứng được những cái điều kiện đấy rồi để mà mình có thể nuôi ra một cái loại thực phẩm có giá trị kinh tế cao và nó không ảnh hưởng đến người khác ha. Thì đây là cái mô hình mới, hình như các bạn đã thấy rồi đó, hoàn toàn không có tường che chắn, đây là cái tường bao thôi. Chuồng sắt này ấy, cái ưu điểm của nó là rất là thoáng, các bạn thấy rồi đó, cực kỳ thoáng luôn. Kể bên kia các bạn coi kìa, lúc nãy mình có nói là nhím nó rất là phá đó, thì các bạn thấy này, sắt mà cắn đứt luôn, cắn đứt sắt xong rồi thò miệng ra cắn luôn cả xi măng nè, các bạn thấy có kinh khủng không? Thực ra là ở trong chuồng này rất là buồn nên là mỗi lần mà đừng có chui ra nha, chui ra chạm thì được nhưng mà đừng có lấy gai đâm. Thường các bạn hay nghĩ là nhím là nó sẽ đứng xong rồi nó phóng gai chiu 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 đúng không? Không, làm gì có con nhím nào mà có thể phóng được gai. Thực ra là trước đây á, các cụ hay ít khi được gặp nhím lắm, nên là các cụ nhiều khi nhìn thấy nhím rồi chân tay cuống quýu hết rồi, cứ nghĩ là nó phóng gai, nhưng mà thực ra đâu có con nhím nào phóng gai đâu, các bạn thấy không? Răng thì rất là to. Cái kích thước của răng, nếu mà hai răng mà chập lại thì phải khoảng hơn 1 cm. Này, qua đây con. Đó, các bạn thấy không? Khi mà gặp mối đe dọa ấy, thì nhím sẽ xù lông ra xong rồi đâm giật ngược lại. Tại vì đây là nhím đã được thuần dưỡng rất là nhiều đời, rất là nhiều thế hệ rồi, nên là cái tập tính về bảo vệ lãnh thổ và hung dữ ấy, đã được giảm đi rất là nhiều rồi. Còn nếu mà nhím rừng thì nó sẽ chạy giật ngược lại, xoay cái lưng lại. Các bạn thấy không? Các bạn nghe thấy tiếng gì không? Xè 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 xè. Nhím nó sẽ bắt đầu nó rung đuôi. Đuôi của nhím nó sẽ có một cái chóp rất là nhiều cái lông đuôi và rất là nhiều gai. Thì khi mà nhím rung cái đuôi vào với nhau ấy thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng xè 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 xè, giống như là đuôi chuông ấy vậy. Xong rồi nhím còn dậm chân bạch 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 bạch. Không có cái gì cả, đơn giản là ê, đạt đến giới hạn của nhau rồi nha. Nếu mà bước thêm một bước nữa là va chạm á.
ý của nhím là vậy. Thì các bạn thấy rồi đó. Trước đây thì nhím được nuôi rộng rãi vào khoảng tầm 24, 25, 26 là lúc đó là nhím rất là nhiều. Mà sau này thì còn một số trại nuôi, nhưng mà nuôi với quy mô lớn. Thì trại của anh bạn mình là một trang trại mà có cái thời gian nuôi rất là lâu. Ở đây cái diện tích nó cũng không lớn lắm đúng không? Cứ một ô chuồng thì sẽ có một đực một cái hoặc là một đực hai cái. Cái việc mà một đực hai cái đấy sẽ tận dụng được con đực. Các bạn sẽ không phải bỏ thêm tiền ra để mua nhím đực. Và nhưng mà các bạn sẽ phải chăm sóc kỹ hơn. Các bạn sẽ phải căn cái ngày giao phối này, căn cái ngày động dục của nhím cái để các bạn ghép cặp. Sau khi ghép cặp rồi ấy, thì các bạn sẽ phải theo dõi xem là khi nào mà nhím con đẻ, khi nào mà nhím con chào đời. Tại vì ví dụ như là nó có một cái như thế này này, có một cái rất là nhỏ cần phải chú ý. Nhím bố rất là thông minh. Nếu mà các bạn mà ghép cặp mà con nhím cái mà nó có bầu rồi ấy, thì khi mà các bạn ghép cặp vào con đực khác ấy, con đực nó sẽ biết là cái con nhím con này không phải là con của mình, và có thể con nhím đực đó nó sẽ cắn chết nhím con. Vì vậy nên là thường ấy thì sẽ phải quan sát để mà xem là nhím cái nó đã giao phối chưa, và nó được thụ tinh chưa, đã đậu con non chưa, để mà mình tách cho nó đúng thời điểm á. Nếu không thì nó sẽ xảy ra các cái trường hợp mà như mình vừa mới nói. Các bạn nghe thấy tiếng răng mà cắn vào trong sắt chưa? Mình thì mình bị nổi da gà với cái tiếng mà cạo vào kim loại á. Đây nè, cho các bạn coi nè. Cắn mà mắt lim dim luôn các bạn. Răng to gần bằng ngón tay mình luôn đó các bạn. Nè, toàn là mùi nước miếng của mày không nè. Ghê chưa? Hồi không? Sáng đánh răng chưa? Chắc chắn là lười đánh răng, tại vì răng vàng khè nè. Có một số con nhím thì nó sẽ tự cắn lông của mình. Tại vì nuôi ở trong một cái diện tích hẹp như thế này nè, thì nhím nó sẽ có một số cái hành vi phải nói làm sao ta? Nó tự làm tổn thương nó ấy. Ví dụ như là nó sẽ cắn lông của nhau, hoặc là nó sẽ tự cắn lông của nó. Nhưng mà bình thường thì nó sẽ không cắn lông của nó, và nó không cắn lông của con khác. Thì tình trạng lông nó sẽ hoàn hảo như thế kia kìa. Lông ở trên cơ thể nó sẽ phủ đều, phủ kín hết luôn. Và đuôi nó sẽ có một cái chùm lông ngắn. Cái việc có cái chùm lông ngắn đó thì thấy nhím hay dùng để rung đuôi. Bên này cái diện tích chuồng nó rộng hơn này, thì con nhím nó sẽ đẹp hơn. Ở đây cặp nhím này rất là to nha các bạn. Cặp nhím này khoảng tầm 12-13 kg này. Rất là to, rất là đẹp. Các bạn thấy chuồng trại sạch không? Sạch ở đây á, là tại vì anh chủ trại, anh ấy có kinh nghiệm nuôi nhím rất là lâu năm rồi. Nên là cái việc mà cho ăn đúng thời gian và cho đi vệ sinh đúng thời gian á, nó cũng phải hình thành cái thói quen đó cho con nhím. Tại vì nhím là một cái loại động vật mà hoạt động về ban đêm, nên là trong trại sẽ cắt rau và trộn rau và cho ăn vào buổi chiều. Sau khi mà nhím tiêu hóa rồi ấy, nhím sẽ đi vệ sinh vào ban đêm. Rồi sau đó sáng này ra thì bắt đầu mới xịt nước để cho cái chất thải nó mềm ra. Rồi sau đó sẽ xịt lại lần tiếp theo để cho nó trôi được cái chất thải đi. Thì con nhím nó sẽ hình thành cái đồng hồ sinh học để nó có thể ăn, rồi nó có thể đi vệ sinh, rồi ăn đúng giờ, đi vệ sinh đúng giờ. Rồi khi mà nó tạo thành một cái thói quen như vậy ấy, cái công dọn dẹp của nhân công nó cũng giảm xuống, nó sẽ không bị bôi cái phần việc ra cả ngày. Ví dụ như là ai kỹ thì cứ thấy bẩn là xịt đúng không? Thì nhím nó sẽ đi vệ sinh cả ngày, rồi sau đó sẽ phải xịt cả ngày. Còn nếu mà các bạn mà đã tập cho nhím có một cái khung giờ hoạt động, ăn uống, sinh hoạt, đi vệ sinh rồi ấy, thì cái nhân công nó sẽ giảm xuống tối thiểu. Còn bên này mình sẽ cho các bạn xem nhím sinh sản. Ở đây có hai bạn nhím con này, các bạn thấy không? Hai bạn nhím con này mới sinh được có 2-3 ngày thôi. Đây là nhím mẹ. Khi mà gặp nguy hiểm ấy, nhím mẹ sẽ xù cái lông ra rất là dài như thế này nè, lùi lại.
để sẵn sàng đâm vào cái mối nguy hiểm mà nhím mẹ cảm thấy bị đe dọa. Thế các bạn thấy rồi đó, nhím con sau khoảng tầm 2 cho đến 3 ngày sau khi sinh là nhím con đã to như thế này rồi. Gai là đã nhiều như thế này rồi nè. Bắt đầu đâm được rồi các bạn. Đâm rất là đau nha các bạn. Lông nhím cực kỳ sắc và nhọn. Nếu mà các bạn mà cầm một cái lông nhím á, ở đây nè. Tại vì vào trong trại nhím thì các bạn sẽ thấy lông nhím ở khắp mọi nơi hết. Nè các bạn thấy không? Nó có một cái cấu trúc, nó có một cái cạnh rất là sắc. Rồi cái phần gai nó rất là nhọn. Nên là nếu mà mình thấy chỉ cần bị một cái gai này đâm thôi là đã thấy muốn nhiễm trùng luôn rồi. Còn khi mà bị một con nhím tấn công thì các bạn hình dung ra cái vấn đề chưa? Bác sĩ sẽ phải cầm banh để mà nhổ lông ra. Thì như lúc nãy mình nói cái ưu điểm của cái mô hình trại phía bên trong rồi đó, thì sẽ phải xây tường. Nhưng mà xây tường xong rồi phải đặt các cái khoảng hở để cho không khí nó lưu thông. Còn đối với cái mô hình này nè, rất là thoáng, rất là sạch sẽ, đỡ mùi hôi. Tại vì khi mà phân và nước tiểu mà nó được thải ra ngoài đó thì người dọn dẹp sẽ xịt sạch đi, sau rồi phân sẽ được dẫn ra phía đằng sau kia. Đằng sau kia thì anh chủ trại trồng mía với lại trồng dừa. Mía là để cho rúi ăn, còn dừa thì như các bạn biết rồi, dừa thì để uống nước. Ok, lúc nãy giờ mình nói hơi nhiều rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn bốn bạn nhím có một cái màu trắng như là tuyết vậy đó. Đây là trại nhím có thể nói là lớn nhất Đông Nam Bộ, và đây là trại sở hữu bốn con nhím bạch tạng đẹp nhất Đông Nam Bộ, à không, đẹp nhất Việt Nam, phải nói là đẹp nhất Việt Nam. Mình rất là thích bốn con nhím này luôn. Nhưng mà hiện tại thì bốn con nhím chưa sinh sản. Mình đã dặn anh chủ trại là khi nào mà bốn con nhím này sinh sản thì phải để cho mình một cặp, nhưng mà hiện tại thì chưa. Để mình dẫn các bạn vào xem bốn bạn nhím đó. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào xem bốn bạn nhím bạch tạng. Nhưng mà trước khi vào thì mình sẽ lấy một cái quả sa kê này để vào mình hối lộ bốn bạn nhím này để cho các bạn xem bốn bạn ấy ăn ha. Để mình cắt nó ra, cắt cái quả sa kê ra. Nhìn thấy quả sa kê lại nhớ. Dịch ở nhà cũng rảnh đó các bạn. Thấy mấy anh người thổ dân mà thổ dân nước ngoài nhưng mà thổ dân Việt Nam. Rồi mấy anh ấy có một cái món ăn truyền thống là lấy sa kê nướng xong rồi gỡ cái phần thịt trong quả ra, xong rồi mix với lại nước cốt dừa, trộn với nước cốt dừa với lại một ít sữa đặc nữa hoặc là đường. Trời ơi, các bạn biết rồi đó, sa kê khi mà chiên hoặc nấu lên là đã rất là béo và rất là ngán rồi, trộn với nước cốt dừa nữa, trời ơi, ngán lên đến tận óc luôn. Nhiều khi mình cũng thấy mình rảnh ghê luôn ấy. Nhiều khi dịch rồi mình làm những cái món mà mình nhìn ở trên video thì mình thấy ngon, nhưng mà khi mà mình làm mình ăn ấy thì ăn được có chút xíu à. Đó, mình bắt đầu mình lại lan man rồi, mình chuyển sang cả nấu ăn nữa rồi. Thôi hôm nào để mình mở thêm một kênh nấu ăn nữa, các bạn nhớ theo dõi ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem bốn bạn nhím bạch tạng ở phía góc cuối kia. Đây là cái mô hình giống như cái mô hình ban đầu mà mình nói với các bạn đó. Cái dàn chuồng này anh ấy xây gần 20 năm rồi đó. Trong này thì nó hơi ẩm ướt nên nó hơi trơn. Wow, hello bốn bạn nhím. Mấy bạn này trắng tới mức mà lông cũng trắng luôn. Bây giờ mình sẽ hối lộ bốn bạn này hai nửa quả sa kê để cho các bạn ấy cho mình quay phim ha. Tại vì bốn bạn nhím này nè, như các bạn đã biết thì cái tỷ lệ mà tạo ra đột biến thì nó rất là thấp luôn. Nó thấp đến mức mà các bạn có thể hình dung được không? Cái tỷ lệ nếu mà nói để mà ra đột biến bạch tạng ấy, nó khoảng tầm 1/1 triệu. Tức là cứ 1 triệu con nhím nó mới ra được một con bạch tạng như thế này. Và ở trong trại hiện tại đang có 4 con nhím bạch tạng, 2 đực và 2 cái. Để cho các bạn, mình cho các bạn xem. Các bạn nhím bạch tạng này ấy, thì có một cái bộ lông trắng muốt luôn. Này, bạn nhím này. Ui. Các bạn biết tại sao cái phản ứng của cái bạn nhím này lại gay gắt như vậy không? Tại vì ấy, khi mà bị bạch tạng thì mắt của các bạn nhím này sẽ yếu hơn mắt của nhím bình thường một chút xíu. Nên là mình đưa lại gần ấy, thì các bạn ấy chưa có biết là trái sa kê đâu. Nhưng mà khi mà các bạn ấy ngửi thì các bạn ấy giật mình. Các bạn thấy rồi đó.
mình không dám đưa cho mấy bạn này ăn luôn mặc dù mình rất là thích. Trời ơi. Để không các bạn, để mình bỏ cái chai sake vô này. Đây. Ok, bạn ấy rất là thích ăn trái cây luôn. Thông thường đối với nhím bình thường thì khoảng hơn 1 năm tuổi là nhím bắt đầu sinh sản rồi. Nhưng mà hai cặp nhím bạch tạng này ấy, thì hơn 2 năm tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa sinh sản. Thực ra thì vẫn chưa tìm được nguyên nhân tại sao mấy con nhím bạch tạng này bắt cặp rồi nhưng mà lại chưa sinh sản. Thì anh bạn anh ấy đang xem xét lại xem là cơ địa của nhím bạch tạng so với lại nhím bình thường nó có khác nhau nhiều hay không, để mà điều chỉnh lại cái cách thức nuôi, rồi cái môi trường, rồi cái thức ăn, để mà kích hoạt cái sinh lý của bốn con nhím này để cho nó động dục để mà nó sinh sản hay không. Thì anh chủ trại anh có một cái khuôn viên ở bên kia nữa, khuôn viên bên kia rất là rộng. Thì hôm qua gặp thì anh có nói là sắp tới thì anh sẽ hoàn thiện cái khuôn viên bên kia, sau đó anh sẽ đưa bốn cái bạn nhím này về và tạo cái sinh cảnh sống giống như là trong hoang dã vậy đó, để cho bốn bạn nhím này thoải mái với lại cái môi trường sống rộng rãi á, rồi có nắng, rồi có gió, rồi có cái điều kiện tự nhiên để cho cái chu kỳ sinh sản nó diễn ra được tốt hơn. Còn ở thời điểm hiện tại thì bốn bạn này đã hơn 2 năm tuổi rồi đó nhưng mà vẫn chưa sinh sản. Trước đây đã ghép nhím bố bạch tạng với lại nhím mẹ bình thường để sinh sản ra 2-3 thế hệ gì đó, nhưng mà các cái bạn nhím đó thì chưa có ra bạch tạng, chỉ có ra màu bình thường thôi, mà chỉ có một cái chóp trắng ở phía bên trên đầu thôi. Vì vậy nên là bây giờ anh chủ trại anh ấy không có ghép với lại nhím bình thường nữa, mà anh ấy ghép bốn bạn bạch tạng lại với nhau, thì hy vọng trong tương lai gần thì sẽ sinh sản ra được nhím bạch tạng. Mình có dặn anh chủ trại rồi, nếu mà bốn bạn nhím này mà sinh sản á, thì để lại cho em một cặp. Anh ấy đồng ý rồi. Nói chung là hy vọng là bốn bạn này sẽ sớm cho ra các cái thế hệ tiếp theo. Đây các bạn coi nè, bạn nhím này đang ăn cái trái sake nè. Ok, vậy thì hôm nay mình kết thúc cái nội dung này tại đây ha, tại vì cái thời lượng nó cũng rất là dài rồi. Bên kia anh chủ trại còn có nuôi dúi nữa, nhưng mà vì cái thời lượng nó dài nên là mình sẽ để dành cái nội dung dúi đó cho cái nội dung khác đi. Hôm nay mình chỉ nói nhím thôi. Thì cái nội dung này ấy, mình nhấn mạnh lại với các bạn thêm một lần nữa là đây không phải là nội dung quảng cáo để bán nhím giống ha. Bất kỳ một cái loại động vật hoang dã nào mà các bạn mà muốn tìm hiểu nuôi thì các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ vào, tại vì nó không phải là những cái loài động vật mà nó đã được thuần hóa từ rất là nhiều đời, thì nó có những cái hành vi, những cái tập tính, có những cái đặc điểm kỹ thuật mà mình phải chú trọng vào đấy, và nó sẽ khó hơn các cái loại động vật đã được thuần hóa lâu rồi rất là nhiều. Vì vậy nên là mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn là ở đây, ở tại trại này có 4 cá thể nhím bạch tạng trắng như tuyết, và cái xác suất để tạo ra một con nhím bạch tạng nó là 1/1 triệu, và ở đây có tới 4 cá thể. Thì đây là một cái điều mà rất là hiếm khi xảy ra. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn là ngoài những cái loại động vật bình thường ấy, thì nó sẽ có những cái loại động vật đột biến nó đẹp như thế này nè. Mình thì mình bị một cái bệnh gọi là bệnh thần kinh đột biến, tức là rắn này, rồi tất cả các loại động vật cứ loại nào đột biến thì mình đều có một cái đam mê đối với cái đột biến đó. Tức là cái kiểu hình bình thường rồi nó sẽ có những kiểu hình mà trắng muốt, hoặc là trắng mắt đỏ, rồi trắng mắt đen, rồi đốm trắng đốm đen, nói chung là nó có rất là nhiều kiểu hình, nó là một cái gì đấy nó rất là mê mẩn. Mình lại đam mê cái đó, thì mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua cái nội dung như vậy. Ngoài cái việc mà chia sẻ những cái cá thể mà nó quý hiếm mà nó đột biến nó đẹp như thế này, thì mình muốn cung cấp cho các bạn thêm các cái thông tin đại cương về một cái loại động vật hoang dã nào đó, để cho các bạn hiểu thêm về cái ngoài những cái vật nuôi mà các bạn đã được biết trước giờ. Thì mình muốn giới thiệu các bạn có những cái loại vật nuôi mà nó đẹp, nó đặc biệt như vậy đó.
Ok, thôi mình không lan man nữa. Nếu mà mình mà có mở kênh làm về nấu ăn, mình sẽ nấu món sake với nước cốt dừa cho các bạn ha. Ok, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.